Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm thiết bị Hoàng Kiên. Hôm nay để tiếp tục cái series trên tay những cái dụng cụ đo chính xác của Nhật Bản, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm đo đồng hồ đo độ dày của hãng Bikup model H. Thì cái khoảng đo của các bạn có thể chọn từ 0 đến 10, 0 đến 20, vân vân. Để các bạn cùng tìm hiểu với cái video này của chúng tôi. Như các bạn đã biết thì cái đồng hồ đo Bikup model H này nó có cái khoảng đo là từ 0 đến 10. Nó được sử dụng để đo các cái sản phẩm như dạng mỏng, như giấy, ni lông hoặc là thép tấm mỏng, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các cái ngành công nghiệp để cần đo chiều dày. Với kết cấu thiết kế đặc biệt với ngàm sâu, Bikup H này nó đến khoảng 120mm, dùng để đo chiều sâu các vị trí hơn trong nhằm đánh giá chính xác về tổng lượng các sản phẩm. Đó. Thì sản phẩm nó được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty thiết bị Hoàng Kiên, đóng trong cái hộp như thế này. Đó, các bạn có thấy thì bên trong bao gồm một cái giấy chứng nhận quality của hãng Bikup, một cái giấy có logo cũng như là dấu gốc, và kèm theo đấy là một cái hướng dẫn sử dụng cũng như là nói mô phỏng về cái sản phẩm Bikup của chúng ta. Rồi, phía bên trong đây là một cái xốp như thế này, chứa được cái Bikup G. Đó. Các bạn để thấy đây là nhân vật chính của chúng ta, Bikup G với cơ cấu đo bằng gốm ceramic nha các bạn. Đó, được đóng gói nguyên siêu như thế này. Thì cái Bikup này nó làm bằng cái màu nâu, nó không có được bóng bẩy hoặc là mới như cái của Techlock. Đó, về cơ chế hoạt động thì hai cái nó cũng như nhau, cái tay cầm cũng thoải mái, cũng được thiết kế tinh tế, màn hình cũng dày. Đó, Bikup H độ sai số là 0.01, khoảng đo là 10mm. Đó, có hai vòng tua để chúng ta có thể nhận biết được. Rồi, thì cái sản phẩm này nó hiện tại thì Bikup nó có nhiều sản phẩm, các cái đồng hồ đo độ dày, các cái model. Thì ở đây thì chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm đó, thì nó tùy thuộc vào nhu cầu, cái khoảng đo của các bạn thôi. Thì các bạn có thể liên hệ với công ty Khang Kiên để được tư vấn. Thì cái này nó có độ chính xác là cộng trừ 20 micron, lực đo là dưới 1.8 newton. Đó, rất là đẹp. Đây là mặt sau, kèm theo cái thông tin số serial number để chúng ta có dễ quản lý hơn. Đó. Điểm tiếp xúc đo là bằng gốm nha, gốm ceramic nên độ chính xác cao, được sản xuất tại Nhật Bản. Đó, rất là hay, rất là đẹp. Rất là thích cái sản phẩm của Bikup. Vừa rồi chúng tôi đã tư vấn và hướng dẫn trực tiếp đến quý vị và các bạn sản phẩm đo độ dày của hãng Bikup H. Nó hoàn toàn cạnh tranh với hãng Techlock. Thì các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này thì vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc là máy đo thí nghiệm.com.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp đến quý vị và các bạn. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Nếu thấy cái video này hay thì các bạn nhấn like và đăng ký kênh để nhận nhiều cái video lần sau nữa. Rồi, xin chào.